hết luôn em. Hôm nay có anh em nào mà chưa nhận skin đó từ Radar chưa? Anh em hôm nay cùng mình nhận skin đó miễn phí từ Radar nhé. Ok, mình sẽ chọn kênh Butterfly nha. Butterfly kênh ở đó. Kênh này hiệu ứng cũng khá là ok nè, miễn phí nè. Rồi, ok. Và bây giờ mình sẽ cùng vào trận đi tiếp. Thử skin này coi. Come on, come on.